Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi. Sau đây là bản tin ngay công khai kết quả hoạt động của TU-214R tại Syria. Theo báo Izvestia, Bộ Quốc phòng Nga đã hoàn tất bản báo cáo về kết quả hoạt động của máy bay trinh sát TU-214R tại Syria. Đại diện không quân Nga cho biết, máy bay phản lực TU-214R đã chứng minh năng lực hoàn toàn của nó, mọi nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc. Thành tích lớn, theo Izvestia, là lần đầu tiên máy bay do thám hoạt động bên ngoài lãnh thổ Nga mà hoạt động từ căn cứ Hamamim ở Syria. Sau khi hoàn thành hoạt động ở Syria, lãnh đạo nhà sản xuất máy bay công ty cổ phần Tupolev đã đệ đơn yêu cầu cùng với nhà máy sản xuất máy bay Kazan, công ty kỹ thuật vô tuyến Vega cùng một số doanh nghiệp khác tặng thưởng cho những quân nhân, nhân viên kỹ thuật công tác ở Syria. Theo trang Flightradar24, Nga đã tái triển khai máy bay sát TU-214R đến Syria vào sáng 29 tháng 7. Để đến được căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại Syria, máy bay trinh sát TU-214R đã phải bay theo tuyến hành lang phía đông đến Caspian và không phận của Iraq và Iran. Theo thông tin đó, Nga tiết lộ TU-214 là biến thể phục vụ cho mục đích quân sự, được phát triển trên cơ sở khung gầm máy bay chở khách tầm trung TU-204 và được phát triển để thay thế mẫu Y-120 đã lỗi thời. Trên máy bay được cấu hình mang trang bị tình báo MRC-411, bao gồm cảm biến tình báo quang điện ELINT, radar khẩu độ tổng hợp SAR và trang bị tình hình báo tín hiệu và liên lạc. Ngoài ra, trên máy bay có thể mang hệ thống quang điện đa quang phổ. Trang bị trên TU-214R cho nó khả năng chặn tín hiệu phát ra từ hệ thống radar máy bay, thiết bị vô tuyến, điện thoại di động, qua đó nghe lén được thông tin đối phó liên lạc qua thiết bị thông tin điện thoại di động, biết được đối phương đang làm gì và âm mưu gì. Thiết bị cảm biến quang điện và radar trên máy bay cho phép tạo ra bức ảnh lớn trên mặt đất để nhận diện và xác định vị trí quân địch ngay cả khi chúng được ngụy trang. Đến thời điểm hiện tại, TU-214R chưa bao giờ trải qua thực chiến. Có khả năng việc không quân Nga đưa loại máy bay đặc biệt này tới Syria nhằm thử nghiệm tính năng hiện đại của nó. Nhà quân sự cho rằng, với các thiết bị trên được trang bị trên máy bay, TU-214R có thể kiểm soát toàn bộ tình hình mặt đất ở các khu vực định hướng trong mọi điều kiện thời tiết và thời gian. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.